Yên chưa? Thế số 1 dẫn đầu đã lên đường. Alo. Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng, vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta. Những tiếng bước lên đền lên danh của người, cất tiếng hát vui lên tôn danh của người. Tuyên tiến bước loan truyền hồng ân Thiên Chúa trời, ta hát mừng tình thiên thu Chúa ta. Đã đến điểm tập kết. Hải Phòng đâu? Đi rồi. Hải Phòng đâu? Trên thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương và một phần tỉnh Hưng Yên với diện tích là 9.079 km2. Giáo dân tại 87 giáo xứ và 320 giáo họ được điều hành bởi Đức Cha Giô-xe. Và hai tu hồi đời, chủng sinh có khoảng gần 70 chủng sinh đang tu học tại chủng viện Thánh Trung Xe Hà Nội và chủng viên Sơn Lộc. Vâng, năm 2000 ạ. Thank you.
Vâng, và bây giờ ban tổ chức chúng con hân hoan tiếp nối đón tiếp các bạn trẻ đến từ giáo phận Hương Hóa. Vâng, giáo phận Hương Hóa là một miền đất xa xôi của giáo tỉnh Hà Nội. Vâng, tất cả các bạn trẻ đang hiện diện với đại hội chúng ta cùng hân hoan chào đón tất cả các bạn trẻ đến từ giáo phận Hương Hóa. Vâng, đây có đức cha Doan Vô Tất cũng như đức cha Phụ Tá cùng quý cha quý thầy quý sư trong giáo phận đồng hành với hơn 1.000 các bạn trẻ tham dự đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 11 tại giáo phận Thái Bình chúng con hôm nay. Một lần nữa ban tổ chức chúng con xin kính chúc quý cha quý thầy đang đồng hành với các
Đức Cha Quốc Mao Hoàng Văn Đạt đã mời giáo phận Bắc Ninh, Tổng thư ký Hội đồng Thánh Việt Nam. Đứng ở khu vực đầu đường Lê Lợi và Hoàng Diệu. Xin các bạn là tình nguyện viên cũng như quý cha đang đồng hành với các cháu. Vâng, giờ đây con xin trân trọng kính mời cha Vinh Sơn, cô Thái Phong, tổng điều hành chương trình nghèo, xin kính mời cha tiến về sân khấu. Xin mỗi tháp hoàng tử là nhà xếp thành ba hàng. Xin mỗi tháp phận 50 người đó chúng ta sẽ xếp thành ba hàng. Giờ đây con xin trân trọng kính mời cha Vi Sơn Ngô Thái Phong, tổng điều hành chương trình đại hội, kính mời cha tiến lên sân khấu. Có chung một chỗ là cha, chúng ta cùng sống như anh em, cùng chia sẻ hạnh phúc nương trời, chẳng tình yêu Chúa ta yêu mến nhau. Người đời trước, người đời sau, người trí thức, người bình dân, người sống đời tu, người sống đời thường, người là nữ hay là nam. Xin một lần những điều đặc biệt của giáo phận Hương Hóa. Tình yêu yên tâm, trở nên ngôi men, trở nên ánh sáng, sự nhận nhận ra tình Chúa cho tình người. Phần khai đàn Hương Hóa đã tiến vào xin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dành cho các bạn dùng vào trong các việc vệ sinh cá nhân.
Chúng tôi có một yêu cầu nho nhỏ tiếp theo, đó là xin các bạn thông cảm trong suốt đại hội này, xin các bạn không ra khỏi khu vực tổ chức đại hội. Và luôn là không quan trọng, tình yêu mới là chính. Các bạn đồng ý không? Vâng, và vâng, xin cảm ơn. Và chúng ta, tình yêu sẽ giữ chân chúng ta ở lại đây, không có đi ra các ngoài phố. Chúng tôi đã dự trù thời gian để cho các bạn đến thăm thành phố quê hương Thái Bình của chúng tôi. Sắp tới đây cũng sẽ được lên thành phố loại 2. Tôi xin trân trọng kính mời đến thăm thành phố quê hương của tôi. Nhưng vào sau thánh lễ sáng ngày mai, các bạn sẽ đi thoải mái thăm tất cả các ngã đường ở nơi quê hương chị Hai Năm Tấn của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức và hy vọng được rằng trong những ngày chúng ta sum vầy bên nhau sẽ trở thành nơi đây ân huệ chứa chan dành cho tất cả mọi người chúng ta tham dự đại hội này. Kính chúc các bạn có những ngày đại hội thật vui vẻ, thánh thiện và mang lại nhiều ơn ích cho toàn thể đại hội và tất cả các bạn chúng ta. Còn một điều quên chưa nhắc với các bạn, trong nhà thờ chính tòa và trong hành lang khuôn viên nhà thờ chính tòa, chúng tôi đã chủ bị rất nhiều tòa giảng tội, và các bạn có nhu cầu muốn lãnh nhận bí tích hòa giải, xin các bạn đến với các linh mục đang ngồi trong các tòa giảng tội. Và chúng con kính xin quý cha, khi tham dự đại hội, quý cha mặc áo có mặc lê xi mân, đeo cổ côn trắng. Và khi các bạn cứ nhìn thấy các cha có cái cổ như tôi đang mặc cái cổ côn thế này, thì các bạn cứ đến gõ vai các cha: thưa cha, con xin tội. Thế là các ngài sẽ sẵn sàng ngay với các bạn, bất cứ chỗ nào, bất cứ thời điểm nào và bất cứ một nhu cầu nào. Xin cảm ơn tất cả các bạn trẻ, và đặc biệt chúng con xin cảm ơn quý cha. Vâng, chúng con xin chân thành cảm ơn cha Vinh Sơn, Ngô Thái Phong, tổng điều hành chương trình đại hội hôm nay. Vâng, và để cho chương trình được chào đón tất cả quý lớn bậc cũng như các bạn trẻ đến từ 10 giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội, giờ đây xin trân trọng kính mời và giới thiệu tiết mục tiếng sáo thiên thai đến từ các bạn trẻ giáo xứ Các Đàn. Xin cho một tràng vỗ tay để chào đón. Thank you.
tràng hoa tay thật dài thật lớn. Cảm ơn tất cả các diễn viên đến từ giáo xứ Cát Đàm với ca khúc Tiếng Sáo Thiên Thai. Trân trọng kính chào phái đoàn của các bạn trẻ đến từ Tổng giáo phận Huế. Xin kính chào các bạn trẻ đến từ giáo phận rất nổi tiếng với làn điệu dân ca quan họ. Đó là cảm ơn Văn Tinh. Chúng tôi hân hoan chào đón phái đoàn có đông các bạn trẻ nhất đến tham dự đại hội hôm nay, đó là giáo phận Cù Chu với 2500 bạn trẻ. Ban tổ chức rất vui mừng đón các bạn đến từ Tổng giáo phận Hà Nội, Trung tâm Kinh tế Chính trị và Văn hóa Toàn quốc. Xin được hân hoan chào đón phái đoàn các bạn đến từ một giáo phận rất nổi tiếng với thành phố hoa phượng đỏ. Cảm ơn Hải Cao. Chúng tôi chỉ có ban trưởng hân hoan chào đón các bạn đến từ giáo phận có địa sư rộng nhất toàn quốc. Đâu biết giáo phận nào? Giáo phận Đức Hòa. Một giáo phận rất xa xôi hẻo lánh nhưng cũng rất kiên cường và rất hăng hái trong việc thông đạo và tham dự đại hội này, đó chính là giáo phận Lạng Sơn. Một nơi, một địa danh mà nếu người nào đó đến với miền Bắc mà không đến nơi đó thì coi như là chưa đến, đó là nhà thờ đá Phát Diệm. Vâng, phái đoàn đến từ Phát Diệm xin đón chào phái đoàn từ giáo phận Vinh, giáo phận có tổ giáo dân đông nhất các tỉnh Hà Nội. Vâng, và chúng tôi không quên đón chào một lượng các bạn trẻ rất đông và là nòng cốt cho đại hội sứ trẻ này, đó là giáo phận chủ nhà, giáo phận Thái Bình. Chào mừng thì phải hát chào mừng hoan hô, chào mừng hoan hô, chào mừng hoan ca, chào mừng hoan ca. Còn một giáo phận nữa mà nếu các bạn biết, nơi đầu tiên các vị truyền giáo đặt chân đến với một địa danh rất nổi tiếng là cửa bạn, đó là giáo phận Thanh Hóa. Vâng, chúng ta là chào mừng hoan ca, chào mừng hoan ca. Chào mừng hoan hô, chào mừng hoan hô. Vâng, xin kính chào và chúc mọi người tham dự đại hội một cách tốt đẹp, thánh thiện và đạt những kết quả như lòng Chúa mong ước. Xin chân thành cảm ơn. Con xin chân thành cảm ơn cha Đa Minh Đặng Văn Tổ đại diện cho ban tổ chức nên có lời chào đến tất cả các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội. Vâng, ngay sau đây chương trình chào đón các giáo phận đến đây tạm dừng. Xin mời vì điều kiện thời tiết mưa gió đang nghĩ chúng con sẽ tổ chức tại sân khấu chính, nhưng mà vì điều kiện mưa xin tất cả quý đấng bậc cũng như là các bạn trẻ chúng ta sẽ trở về khu vực nhà vòm và ban tổ chức chúng con sẽ tập kết một khu vực sân khấu ở khu vực giữa nhà vòm là sẽ chương trình hội thảo vào lúc 2 giờ. Và ngay sau đây xin mời các bạn linh hoạt viên tiến lên sân khấu. Xin mời vân nga trong khu vực nhà vòm cũng như là bên cạnh nhà thờ chính tòa cũng như cuối nhà thờ, ban tổ chức chúng con đang đặt các màn hình rộng. Xin tất cả bạn trẻ chúng ta sẽ tham dự chương trình hội thảo bằng cách qua màn hình rộng và xin ưu tiên cho tất cả các giáo phận bạn đã đến tham dự đại hội. Xin chúng ta sẽ vào trong mọi thánh đường để cùng tham dự đại hội. Vâng, nếu như thời tiết và chút nương ổn định hơn, nước mưa hơn thì chúng con sẽ vẫn diễn ra chương trình hội thảo tại chương trình sân khấu chính. Còn nếu như vì thời tiết mưa sẽ nặng hạn tiếp tục thì chúng con xin di chuyển về phương án 2, đó là trong ngôi thánh đường.
Vâng, có lẽ rằng chúng con thấy tình yêu của Chúa đang tuôn đổ xuống trên giáo phận Thái Bình cũng như chương trình đại hội giới trẻ của chúng ta. Bây giờ thời tiết có dịu hơn, chương trình thời tiết có dịu hơn, có lẽ rằng Chúa đang đồng hành cũng như đang diễn tả tình yêu của Chúa cho chương trình đại hội của giáo phận Thái Bình được đăng cai vào lần thứ 11 thay mặt cho Tổng giám mục Hà Nội. Vâng, con nghĩ rằng là tình yêu của Thiên Chúa đang tuôn đổ cho đại hội. Thời tiết đang ngớt mưa hơn, chúng ta hãy cùng tạ ơn Chúa cũng như xin ơn Đức Mẹ cầu bầu cho chương trình đại hội cũng như cho giáo phận chúng ta, để cho thời tiết thuận hòa hơn, để tất cả các bạn trẻ chúng ta cùng tham dự đại hội được hữu ích cũng như thu lượm được nhiều thành quả trong kỳ đại hội này. Vâng, con xin chân thành cảm ơn quý cha rất là nhiều. Quý cha đang hy sinh, đang ngồi ở trước lễ đài sân khấu để cùng với các bạn trẻ chúng ta tham dự chương trình hội thảo vào lúc 2 giờ. Vâng, các bạn tình nguyện viên, đoàn viên của chúng con đang trình bày các ca khúc chủ đề của đại hội giới trẻ lần thứ 11 tổ chức tại giáo phận Thái Bình với chủ đề Tôi biết tôi tin vào ai. Gọi tôi say, ông đã buồn tôi để cùng người lang thang, để cùng người nhân vang bài ca tình yêu. Vâng, đề tài sẽ được hội thảo trong buổi chiều ngày hôm nay vào lúc 2 giờ đó là đề tài tuổi trẻ và tình yêu. Xin các bạn trẻ chúng ta hãy chuẩn bị những câu hỏi cần thiết để chúng ta có thể thắc mắc với cha thuyết trình viên cũng như là ban tổ chức. Xin quý ông cha cũng như quý cha cùng tất cả các bạn trẻ chúng ta chuẩn bị những câu hỏi để có điều gì thắc mắc xin chúng ta hỏi đáp đến các đấng Phật ở trên thuyết trình viên. Vâng, và thuyết trình viên hôm nay đó là đức cha Chúa Xe Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa, sẽ thuyết trình viên với đề tài tuổi trẻ và tình yêu. Xin một vài bạn tình nguyện viên chúng ta sẽ cùng đi vào các cái ghế. Xin nhóm tình nguyện viên phục vụ giáo lý chúng ta đi vào các cái ghế để cho quý cha đang ngồi tham dự. Xin các tình nguyện viên ạ. Tôi thì tình nguyện viên bên ban giáo lý. Có một ngày tình yêu Giê-xu yêu tôi đi thật xa, mặc cho tôi chiếc áo tôi chưa từng mặc bao giờ. Có một ngày lời yêu Giê-xu cho tim tôi hòa reo, bài tình ca rất mới tôi chưa một lần hát lên.
Vâng, xin cái nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thế nó lên chưa? Bây giờ chúng ta chưa có dịp để suốt nãy là chúng ta toàn chào nhau bằng nhiều cú điệu. Và chúng ta có một bài hát được chào nhau rất dễ thương. Có bài biết hello không? Rồi xin chúng ta chào nhau bằng bài hello nhá. Rồi xin mời. To be with you, and you, and you, and you. La 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 la. Thank you.
về chân thiện mỹ. Vâng, xin các bạn chị đang ở trong khu nhà mới chúng ta đã được chia sẻ. Xin mời các bạn ra, xin mời tất cả các bạn trẻ trong tâm hồn sở mối chúng ta đã tìm ra sự thật dài hoa. Xin chân trọng kính mời quý đức cha, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý thầy chúng sinh, chúng ta cùng.
Vâng, xin chào, xin mời quý cha người đứng phía trên và khu vực giữa. Và tổ chức đoàn xin kính mời quý cha đứng phía trên và ngồi ra khu vực giữa. Chúng con vui mừng được chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa. Xin các bạn ngồi trái tay để chào đón. Bên tay trái của Đức cha đó là Đức cha Pedro Nguyễn Văn Đại, giám mục giáo phận chủ nhà Thái Bình. Và bên tay phải của Đức cha Thanh Hóa đó là Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Giang, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình. Người đã có sáng kiến và người đã đồng viên kiến mặt trà đến đại hội trẻ hội này. Chúng con xin được xin mời quý cha an toàn, xin mời quý cha và quý cha an toàn. Xin các bạn trẻ chúng ta ngồi bao nhiêu có thể, nếu có ghế. Vâng, và chúng tôi đang có tình nguyện viên để bố trí phần ghế ngồi cho các bạn. Thân kính quý nhân vật, kính thưa đình của đại hội lớp trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 11 hôm nay là một đề tài khá hấp dẫn và thực tế đối với những người trẻ, đó là điều trẻ và đề tài tuổi trẻ và tình yêu. Quả vậy, từ bao đời nay tình yêu vẫn được xem là một đề tài nóng hổi. Nó đã tiêu tốn không biết bao nhiêu là giấy mực của những văn sĩ, thi sĩ và nhà sĩ. Nhưng dường như tình yêu vẫn là điều mà con người luôn khắc khoải thú tử. Như của nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết, đố ai thuộc nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng mái nhạc, bằng hơi nhẹ nhẹ gió du lưu. Vâng, và hôm nay một lần nữa chúng ta lại quy tụ đến đây để cùng lắng nghe và chia sẻ về đề tài môn thuật này với phần thuyết trình của vị giám mục khá trẻ trung, đó là Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa. Vâng, đây với tất cả các bạn trẻ chúng con đang rất nóng lòng được lắng nghe những lời chia sẻ của Đức cha. Chúng con trân trọng kính mời Đức cha cùng chia sẻ với chúng con. Xin các bạn cùng một tràng pháo tay nữa để chào đón quý cha. Những của quý cha thì ở đây ta thấy là các bạn trẻ đang ở trong nhà. Có quá phải không?
Và xin kính chào đức cha Phêrô chủ nhà, và kính chào đức cha cố Francisco Xavier, và đã chào tất cả chúng con giới trẻ giáo tỉnh miền Bắc. Ta vừa ngồi ở kia thì nghe đức cha Phêrô nói một câu tuyệt vời: đức cha hãy nhìn vào đây, tương lai của giáo hội miền Bắc. Hoan hô các bạn giới trẻ giáo tỉnh miền Bắc. Lời thay lời cho đức cha cố Francisco và đức cha chủ nhà Vero phát biểu lời đầu tiên đối với các bạn ở những giây phút đầu tiên của đại hội năm nay. Các đức cha giáo tỉnh Hà Nội yêu thương các bạn trẻ, xin chào các bạn. Thưa các bạn, như đức cha Vero đã nói với các bạn là tương lai của giáo hội. Và để các bạn có thể đảm nhiệm cái trách nhiệm của mình đối với giáo hội thì các bạn có rất là nhiều cái sứ mệnh, và các bạn phải có cái lối sống phù hợp và hứa hẹn cho cái tương lai. Trong đó như lời cha MC nói với các bạn là các bạn phải biết gì, biết yêu. Các bạn có thích yêu không, có muốn yêu không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về tình yêu. Thì cha sẽ nói cái phần đầu, và phần sau thì sẽ do đức cha Francisco Xavier. Ngài tuy là cao niên rồi nhưng mà ngài vẫn còn rất là khỏe, và ngài vẫn còn khả năng nói về tình yêu cho chúng ta nghe. Các bạn có thích không? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. Thưa các bạn, nếu con người là con vật biết yêu thì tuổi trẻ là lứa tuổi yêu nồng nàn và cuồng nhiệt nhất. Nhưng như các bạn đã biết, tình yêu cũng lại là cái cạm bẫy lớn nhất đối với tuổi trẻ chúng ta. Đó là lý do tại sao ban tổ chức đại hội giới trẻ lần này lại chọn cái đề tài tuổi trẻ và tình yêu để chúng ta trao đổi. Bởi vì không những chúng ta chỉ phải biết yêu mà thôi, chúng ta còn phải biết yêu theo cái tinh thần của Tin Mừng, theo giáo huấn của Chúa Giêsu. Và cái điều đó rất là phù hợp với cái đề tài mà đại hội đã chọn. Đề tài đã chọn là cái gì, xin các bạn lặp lại một lần nữa. Rồi thì các bạn biết các bạn tin vào ai, cho nên các bạn phải yêu như cái đấng mà các bạn tin đã dạy chúng ta. Rồi cái mục đích của ban tổ chức là để các bạn trẻ hiểu rõ hơn về cái ý nghĩa đích thực của hai chữ tình yêu, và nhờ đó tránh được phần nào những nguy cơ vấp ngã, lầm lỡ, tai hại trong tình yêu. Tôi sẽ cùng với các bạn để chúng ta trả lời cho ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tình yêu là gì? Câu hỏi thứ hai là những gì đang đe dọa người trẻ Việt Nam trong cái lĩnh vực tình yêu? Và cái câu hỏi thứ ba, yêu theo giáo huấn của Chúa Giêsu và giáo hội là yêu như thế nào? Giờ chúng ta bắt đầu câu thứ nhất, tình yêu là gì? Theo các bạn thì tình yêu là gì? Tình yêu là gì? Khó vô cùng, một mối tình tuyệt vời cũng gọi là tình yêu, một vụ ngoại tình cũng gọi là tình yêu, và một cái mối tình phũ phàng. Các bạn còn trẻ thì chưa có mối tình phũ phàng, phải không? Nhưng mà dù là gặp một mối tình phũ phàng cũng gọi là tình yêu. Vậy thì yêu đích thực là yêu như thế nào? Để trả lời cho cái câu hỏi này thì chúng ta cần tìm hiểu cái khía cạnh thứ nhất là tâm sinh lý của cái tuổi dậy thì, và dựa vào đó chúng ta phân biệt đâu là tình yêu và đâu là cảm xúc. Các bạn có nghe nói cái tuổi người ta mới lớn là hết làm thiếu nhi rồi thì tới cái tuổi gì, các bạn biết không? À, chính xác, tuổi dậy. Dậy thì, dậy tức là nổi dậy, thì tức là, thì tức là thời gian. Tuổi dậy thì tức là theo quy luật tự nhiên thì khi đến cái tuổi gọi là tuổi dậy thì cái giới tính của con người phát triển đầy đủ
tới một lúc nào đó thì hồi nhỏ thì các bạn đang còn chơi ngoài ao ngoài vườn đó, thì trai anh gái thì hầu như nó giống nhau, phải không? Tới tuổi dậy thì giống nhau hay khác nhau? Khác. Thứ nhất là tóc bên nữ thì dài hay ngắn, và có cái gì đặc biệt nó khác bên đây bên nam? Thì ở đây đông quá tôi không có dám nói thẳng mà nói to, thì các bạn cũng biết rồi, tới cái tuổi đó thì nam và nữ về ngoại hình rõ ràng là khác nhau. Và cái điều đặc biệt là khi tới tuổi dậy thì con người bị thôi thúc bởi cái nhu cầu tâm sinh lý. Theo cái nhu cầu này thì người nữ luôn luôn hướng về người nam, còn người nam thì hướng về người. Các bạn có nghe nói về một cái thử nghiệm á, trong một cái trường đại học ở bên Mỹ thì người ta đeo vào cái cổ tay của các bạn sinh viên nam đang còn, đố các bạn biết đang còn làm gì? Đang còn làm bài thi. Đang còn làm bài thi có nghĩa là sao? Mình phải tập trung cái gì? Tập trung tinh thần để mà làm, tức là cứ lăng lăng ngó một cái bài thi mà viết. Thế người ta, tại sao người ta làm cái thử nghiệm này? Đang còn thi chăm chú như thế, có bạn toát mồ hôi ra. Thế mà cho một cái cô gái già mà rất là xấu đi ngang cái phòng thi đó, các bạn đoán xem là các bạn nào phản ứng như thế nào? Tự nhiên cái điện tâm đồ nó nhảy loạn nhịp, nó nhảy loạn nhịp. Và đó thì các bạn biết là tới tuổi dậy thì cái người nam cũng như người nữ tự nhiên cảm thấy mình hướng về cái người khác phái một cách rất là mãnh liệt. Rồi con người cũng khao khát một cái tình yêu nó tương tự như là, các bạn có nghe nói âm với dương bao giờ chưa? Đã có âm thì phải có, mà có dương thì phải có. Ví dụ như các bạn đi đại hội giới trẻ mà có một mình nam hết thì các bạn có hăng hái không? Không hăng hái thế nào. Mà nếu mình nữ hết thì có hăng hái không? Cũng không hăng hái, không có đâu, chắc không tin. Phải có tí con gái mới đi nó mới vui vẻ. Còn là bên con trai, bên con gái thì phải có tí con trai đi nó mới vui vẻ. Cho nên tới cái tuổi vậy thì chúng ta cũng như âm và dương. Rồi cái đời sống tình cảm của tuổi dậy thì có một đồng nhiệt hơn. Hồi đang còn nhỏ thì chưa khác con trai thì con gái có làm dáng không? Không. Thế thì lớn lên này thì tự nhiên biết rằng sắp đi đại hội giới trẻ rồi, thì mặc áo bình thường thì soi gương có một lần thôi, nhưng mà trước khi đi đại hội giới trẻ thì soi gương mấy lần? Hàng chục lần, có bạn hàng trăm lần. Rồi thậm chí thì có bạn là soi gương có một mình thôi, tủm tỉm cười, mình đâu đến nỗi nào, phải không? Thưa các bạn, đó là những cái biểu hiện của cái tuổi dậy thì. Cảm ơn các bạn, tuy là có một số thôi nhưng mà các bạn ra vỗ tay. Đó là đây là cái công thức của một cô gái và một chàng trai dậy thì biểu hiện rõ nét nhất là dễ xúc động, dễ vui, dễ buồn, tức là hơi một cái là dòng trâu đấm tôi tuôn, rồi dễ bị lôi cuốn. Đó là cái hiện tượng mà các nhà tâm lý học, đố các bạn biết gọi là cái gì? Gọi là cái gì? Cảm xúc. Trong cụ thể thì cảm xúc có thể là cái sự rung động trước vẻ đẹp của một người khác phái. Tự nhiên thấy một cái cô gái đi ngang thấy đẹp quá thì cái chàng trai đó đang còn hùng hổ như thế, tự nhiên liệu lọ mặt thì đầy ra. Để tự nhiên là thấy cái con tim nó đập loạn nhịp đi. Đó cũng là một cái cảm xúc. Rồi những cái sự cảm xúc đó cũng có khi nó là cái sự choáng ngợp. Các bạn có nghe nói tới tiếng sét ái tình như nào chưa? Có thấy sét bao giờ chưa? Có sợ chưa? Sợ, nhưng mà sớm muộn gì cũng có một ngày, dù là bạn đi tu đi chăng nữa, sẽ bị cái gì? Tiếng sét ái tình. Tự nhiên cái người mình giống như bùng nổ, cháy.
à, suốt ngày suốt đêm chỉ có cái hình ảnh cô nàng ở trong đầu thôi, đó là chàng khi bị tiếng sét tái đình. Còn với cô nàng thì cũng vậy, lúc nào trong đầu mỗi một cái hình ảnh thôi, không làm được cái gì khác, người thì đờ đẫn ra. Thưa các bạn, đó cũng là một cái cảm xúc, người ta gọi đó là tiếng sét tái đình. Rồi khi tới tuổi dậy thì tự nhiên các bạn có một cái trăn trở và có một cái sự rạo rực muốn khám phá cái cơ thể, cái bí mật của cái người khám phá. Rồi có khi cái trăn trở, cái rạo rực đó, đó là cái sự ham muốn về tính dục. Thôi chúng ta không có nhiều thì giờ, bởi vì chúng ta còn phải để thì giờ để trao đổi đó, chỉ sơ được một số điều như vậy để chúng ta hiểu. Các bạn hiểu về tuổi dậy thì chưa? À, đơn giản có thế. Bây giờ tôi đố các bạn, cảm xúc có phải là tình yêu không? À, có phải tình yêu không? À, thưa các bạn, cảm xúc chưa phải là tình yêu và có khi không phải là tình yêu. Cảm xúc hay là ham muốn thì nó chỉ nhất thời thôi, nó chỉ thoáng chốc thôi. Còn tình yêu thì nó lâu dài, nó phát triển theo thời gian và nó chạm tới sâu thẳm trong tâm hồn. Đối với các bạn trẻ thì một trong những cái điều mà các bạn hay nhầm lẫn đó là ngỡ là cảm xúc là tình yêu, hay các bạn thấy mơ mơ hồ hồ, tự nhiên nhìn thấy cái bạn đó là muốn đi với bạn đó, rồi thì nhìn thấy cái bạn đó là tự nhiên mình mất bình tĩnh đi, nói lúng ba lúng búng, đã là tình yêu chưa? Chưa, mới là cảm xúc thôi. Thì cái biểu hiện mà các bạn dễ nhận ra nhất thế nào là cảm xúc, thế nào là tình yêu, đó là các bạn vì ngỡ rằng đó là tình yêu cho nên các bạn lao vào cái đối tượng của mình một cách mù quáng, không có suy nghĩ. Thì thấy là bỏ hết mọi sự mà đi đang chơi với bạn, tự nhiên thấy nó xẹt qua cửa một cái là lấy cớ bỏ nhà đi theo ngay lập tức. Rồi bất chấp cái quy luật của lý trí và của đạo đức, đó là cái biểu hiện của những người ngỡ tình yêu, ngỡ cảm xúc là tình yêu. Rồi cũng có những cái bạn nhầm lẫn tình dục với tình yêu. Các bạn có nghĩ rằng tình dục là tình yêu không? Có nhiều bạn tưởng là mình yêu say đắm, nhưng mà nhiều khi không phải là tình yêu mà chỉ có khao khát được chiếm hữu cái người yêu thôi, những cái nhu cầu, cái đòi hỏi của thể xác của một người khác phái thế thôi, chưa phải là tình yêu. Sau này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn tình dục được tạo ra trong hôn nhân chứ không có cái mục đích nơi chính nó. Ở cái phần sau thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái sự nhầm lẫn giữa tình dục và tình yêu. Nó ở cái chỗ là các bạn trẻ coi tình dục là cái mục tiêu tìm kiếm, rồi cái nhầm lẫn này nó dẫn đến những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Tự nhiên bạn gái thấy cái biết kỳ này sao mà mình bọc quá. Các bạn biết là cái gì không? Có khi không phải là mập mà là tự nhiên có ấy. Tự nhiên có ấy. Tại vì mình bị cuốn hút bởi cái hình ảnh của cái người khác phái đó và mình lao đầu vào. Cho nên cái nguy cơ của những người nhầm lẫn tình dục với tình yêu là cống hiến cái đời mình tới cái mức sâu xa nhất. Cho nên cái hậu quả là nó tạo ra cái nạn có thai ngoài ý muốn, rồi có khi dẫn các bạn tới cái chỗ bừa bãi trong quan hệ tình dục và khiến cho một cái số bệnh nó dễ lây lan. Cái bệnh gì các bạn thấy không? Bệnh S hay là bệnh HIV nó lây qua đường gì? Đường tình dục. Và những người cẩu thả trong cái quan hệ nam nữ thì có khi nhiễm bệnh một cách rất là dễ dàng. Cái điều chắc chắn là tình yêu không thể kéo dài được nếu chỉ có cảm xúc mà thôi.
Thế thì một trong những cái điều các bạn phải cảnh giác là cái điều đó. Bây giờ chúng ta tìm hiểu xem. Thế thì tình yêu không phải là cảm xúc, tình yêu không phải là tình dục. Thì cái tình yêu đích thực nó là cái gì? Thưa các bạn, chúng ta sẽ có một cái phần sau để chúng ta quy chiếu về giáo huấn của giáo hội và giáo huấn của Chúa Giêsu. Nhưng mà ở đây về phương diện tâm sinh lý thì chúng ta có thể trả lời ngay được tình yêu đích thực nó phải dựa trên cái sự hiểu biết. Và hai bên mới gặp hồi nãy thôi mà đã yêu nhau rồi thì đó là tiến chất đó tình. Nếu các bạn chỉ dừng lại ở đó mà nghĩ đó là tình yêu đích thực thì chắc chắn là không phải. Rồi khi chúng ta không hiểu biết nhau thì có thể chúng ta rất là gắn bó với nhau, nhưng mà vì chúng ta không biết gì về cái định hướng cuộc đời cũng như cái sở thích của cái người mình yêu, cho nên nó dễ dẫn tới cái sự xung khắc và có khi nó dẫn tới cái sự chia tay. Và lấy ví dụ thì có những người đàn ông mà chỉ thích cái sự nghiệp và kinh doanh, muốn trở thành nổi tiếng trên cái thương trường quốc tế, cho nên ông ta nghĩ rằng tới tuổi thì phải lập gia đình. Nhưng mà cái mục tiêu hàng đầu mà anh ta đeo đuổi đó là thành công trong kinh doanh. Và khi đó mà cái người anh ta yêu thì có một cái giấc mơ khác, chỉ thích đôi trái tim vàng dưới mái nhà tranh, hai vợ chồng nghèo thôi, có một đàn con rất là dễ thương và có một cái cảnh sống của một cái tổ ấm gia đình xung vầy hạnh phúc, đói no có nhau luôn luôn tươi cười. À, cái mẫu đời đấy có khác nhau không? Khác nhau không? Thế thì đố các bạn là hai cái người này lấy nhau có hạnh phúc không? Có hạnh phúc không? À, có bạn nói không, có bạn nói có. Tôi thì tôi nói là có thể có và có thể không. Nếu hai người hiểu biết nhau, hài hòa hai cái sở thích với nhau thì là có hạnh phúc không? Còn ngược lại, anh cứ đi đường anh, tôi cứ đi đường tôi, thì một lúc nào đó hai người sẽ xung khắc với nhau và sẽ dẫn tới cái tình trạng là đường ai nấy đi. Đó là cái lý do tại sao mà giáo hội không có khuyến khích chúng ta lấy người khác tôn giáo. Có một cái câu nói rất là nổi tiếng của một nhà văn hào nổi tiếng người Pháp, đó là văn hào gì các bạn đoán ra? Saint-Exupéry. Cái câu nói nó nổi tiếng, nếu mà các bạn có muốn các bạn ghi ngay: yêu nhau là nhìn chung về một hướng thôi. Bây giờ nếu mà ông một bàn thờ, tôi một bàn thờ, tôi đã từng chứng kiến cái cảnh hai vợ chồng các tôn giáo trong nhà có hai bàn thờ, đến lúc hai vợ chồng cãi nhau thì bà ấy là công giáo, bà lấy gậy bà đập đầu ông Phật, rồi cái ông Phật chịu không nổi, ông chồng vỡ ra. Thế thì cái ông chồng tức có bị xúc phạm, cái tôn giáo của mình bị xúc phạm. Các bạn đoán xem nếu bạn là người nóng tính, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Quay sang đập Chúa Giêsu. Thế là Đức Phật với Chúa Giêsu thì vô tội, nhưng mà hai người đều lỗ đầu. Đó là cái lý do tại sao mà hai người khác tôn giáo lấy nhau khó mà hạnh phúc. Nhiều khi bố mẹ phản đối hay là cha xứ không ủng hộ thì các bạn bảo là những người già cổ lỗ sĩ không biết gì. Nhưng mà thật ra thì những người già thì kinh nghiệm hơn các bạn. Cho nên hôn nhân, tình yêu nó đòi hỏi về có cái sự hiểu biết lẫn nhau để có thể đi với nhau một cái quãng đường không phải là dài mà thôi đâu, mà suốt đời. Và tất cả mọi cái hình thức vị kỷ đều không phải là cái tình yêu thật. Bởi vì tình yêu thật nó đòi cái sự hòa hợp và cái sự hy sinh. Rồi cái tình yêu đích thật đó là cái tình yêu của người sẵn sàng trao hiến cái bản thân mình và cái cuộc đời của mình cho tình yêu. Còn mình yêu, mình nói mình yêu, mình không hy sinh gì hết, chỉ bắt người khác phải làm theo ý mình thôi. Đi mà nếu mà bạn gặp một cái người mà cứ đòi hỏi làm theo ý mình thì các bạn nên chia tay sớm, bởi vì không có hy vọng gì hạnh phúc. Mỗi người vẫn giữ cái lập trường con đường của mình. Rồi bây giờ chúng ta sang cái câu hỏi thứ hai. Hiện nay những cái gì đó đang đe dọa cái tuổi trẻ Việt Nam trong cái đường tình yêu? Cái thứ nhất
đó là cái tình trạng yêu cuồng sống vội, vội vã yêu, vội vã sống. Lý do cái ảnh hưởng của não trạng thiền hướng tụ, ngày xưa vào cái tuổi của các bạn thì không có siêu thị như bây giờ, cho nên nó không có cái sự lựa chọn. Còn bây giờ, cái thời bây giờ các bạn đi vô siêu thị thì có rất nhiều cái mặt hàng khác nhau, có nhiều khi các bạn lúng túng thấy cái nào cũng đẹp, cái nào cũng tốt, không muốn lấy cái nào. Cho nên nó dễ làm cho các bạn mất phương hướng, lựa chọn rất là khó. Và ngày xưa để sắm một cái gì đó thì vì nghèo cho nên rất là khó các bạn. Bây giờ các bạn sắm rất dễ dàng, và các bạn cũng bị đặt vào cái thế bó buộc, người ta có, mình phải có. Nó lên iPhone 4, mình phải lên iPhone 4. Nó lên iPhone 5, mình phải lên iPhone 5. Tiếp không có vậy thì không chịu được. Dần dà cái cách sống đó nó trở thành một cái chủ nghĩa. Các bạn đoán ra là chủ nghĩa gì? Chủ nghĩa hưởng tu. Nghĩa là cứ muốn cái gì thoải mái dễ chịu thôi. Cho nên là trong tình yêu, cái chủ nghĩa hưởng tu nó cũng khiến cho người trẻ không còn dài dẳng nữa. Tức là yêu thì yêu vồ, yêu vật, hấp tấp trong những cái cảm xúc mà họ lầm tưởng là tình yêu, như chúng ta đã chia sẻ với nhau lúc nãy. Và chúng ta đồng hóa tình yêu với khoái cảm nhục dục thể xác, không suy nghĩ và bất chấp hậu quả. Các bạn nam thì học tốt thể hiện chính mình bằng lối sống buông thả, xả láng, tự do, táo tợn. Còn các bạn nữ thì không dè dữ gì, không quan tâm, thậm chí xem thường công dung của này. Các bạn biết là cái tỷ lệ phá thai của cái tuổi vị thành niên. Tuổi vị thành niên là tuổi gì? Vị là gì? Vị là gì? Vị là gì? Vị là chưa. Vị lai tức là chưa tới. Thành là gì? Thành là đã tới rồi. Niên là gì? Niên là tuổi. Vị thành niên tức là chưa tới tuổi trưởng thành thì gọi là vị thành niên. Tức là theo luật pháp Việt Nam thì bây giờ là bao nhiêu? Thành niên, tuổi trưởng thành là mấy theo pháp luật? 18. Bây giờ vị thành niên là tới 18 chưa? Chưa. Thế thì hiện nay bên y tế người ta làm thống kê, đúng các bạn biết cái tỷ lệ người phá thai mà vị thành niên là 30%? 30% chính xác. 30% là nhiều hay ít? Trong tất cả những người phá thai mọi lứa tuổi thì cái tuổi vị thành niên là chiếm tới 3%. Cái điều đó cho thấy rằng cái tuổi trẻ của chúng ta bây giờ là cái tuổi trẻ cẩu thả, không có để yêu đương. Và khi nghe nói tới phá thai thì các bạn cứ nghĩ là đó là việc của bên nữ, nhưng mà thật ra là không phải, của cả hai bên tổng hòa. Tức là lỡ rồi thì chàng với bạn mới làm là không còn cách gì em ơi, chỉ có cách thôi, đành nhắm mắt thì cho con mình nó đi về chầu trời thôi, không có cách gì khác, thế là phá thai. Như vậy thì các bạn thấy cái tệ nạn phá thai là nó là cái trách nhiệm của cả hai bên, và có khi nó là cái sự cẩu thả không những của bên nữ mà thôi, mà của bên nam. Rồi vì cái nạn yêu cuồng sống vội cho nên các bạn cũng thấy rất nhiều trường hợp tự tử vì yêu. Có nhiều khi mới 14, 15 tuổi đã tự tử vì yêu rồi. Các bạn thấy chưa? Thấy bao giờ chưa? Chưa. Nó đi về để ý thì sẽ thấy ngay. Các bậc phụ huynh thì nhiều khi cũng không chấp nhận mất thanh danh. Tức là con gái, con nhà trong anh thế việt mà bây giờ nó làm một cái trống như thế thì chịu làm sao được. Cho nên nhiều khi chính bố mẹ cũng ép con phải phá nạo thai. Và đó là một trong những cái điều khủng khiếp đối với cái đức tin công giáo, rất là nghiêm trọng. Rồi cái vấn đề thứ hai, cái tệ nạn thứ hai trong cái lãnh vực tình yêu đó là những cái mối tình internet. Các bạn nghe đã từng chat với người mình chưa biết chưa? Có bao giờ cảm thấy lòng rạo rực vì chat với một người khác phái ở bên kia không? Đó, càng ngày cái giới trẻ Việt Nam càng bị ô nhiễm bởi internet.
Cái đó thì bây giờ bên các cái bộ phận chức năng của xã hội người ta gọi là bị gì? Nghiện internet. Có thể đa số các bạn thì chưa có bị, nhưng mà một số bạn đã bị rồi. Tức là ngày nào không ra điểm internet thì sao? Không chịu được. Thà nhìn nói tôi ở Thanh Hóa mà cách đây 2 năm thì có xảy ra một cái vụ án. Một cái cậu đây là con trai cậu học trò 11 tuổi giết một cái bà già có hai cái bông tai, bà già nhà quê, bà già 73 tuổi. Khi công an bắt được, điều tra ra thì mới biết cái cậu này bị cái bệnh nghiện internet. Hôm đó không có tiền, thế là gặp bà già sơ luôn, lấy hai cái bông tai để đi internet. Rồi tôi cũng đọc báo thấy ở Sài Gòn cũng xảy ra một cái vụ án, cũng một cái cậu học trò nghiện internet giết một cái em bé 3 tuổi, bởi vì nó có cái dây chuyền. Hôm nay giết xong rồi thì bỏ cái em bé nó vô trong cái tủ. Bố mẹ đi tìm 3 ngày sau thấy sông mù mới biết con bé nó bị chết ở trong tủ. Người ta cũng truy tìm được thủ phạm và người ta biết do cái nạn nghiện internet cho nên cái bạn đó đã giết người, nhất là giết một cái em bé vô tội như thế. Cho nên các bạn thấy là cái nguy cơ nó đang đe dọa rất là nhiều người trẻ của chúng ta. Thì các bạn cũng biết là cái mạng lưới internet bây giờ nó cái hay nó cũng nhiều, là cái dở nó cũng rất là nhiều, và cái tệ nạn thì xem ra nó nhiều hơn là cái tích cực. Tôi nói thẳng quá vậy nó nóng, xin các bạn cho tôi mở mũ ra. Rồi nhiều bạn bây giờ thì không có phân biệt đâu là cuộc đời, đâu là phim ảnh đó. Giờ dọc đường thì tôi cũng để ý có rất là nhiều bạn gái, bạn nam thì tôi không có để ý hết, nhưng mà bạn gái này ăn mặc theo kiểu Hàn Quốc rất là nhiều. Các bạn là học những cái mốt đó từ đâu biết đâu, từ phim, từ mạng đó. Ở trong Thanh Hóa thì một hôm thì có một cái buổi trình diễn văn nghệ, tôi thấy các bạn trẻ của giáo sư Kính Hòa cũng ngạc nhiên, nó giúp lễ mà sao nó nhảy hip hop được và lành nghề như thế. Thì hỏi nó học ở đâu, hỏi chúng con học ở trên mạng, cái gì cũng trên mạng ấy. Trên mạng cái hay cũng rất là nhiều mà cái dở thì càng nhiều hơn nữa. Cái cách ăn mặc, cái cách vui chơi là nhiều khi chúng ta không có ý thức, chúng ta bắt chước y như tưởng tượng của chúng ta ở trong phim vậy. Và không ngờ cái điều đó nhiều khi nó dẫn các bạn vào một cái thế giới mà các bạn không ngờ, các bạn chưa chắc đã chủ trương. Cho nên chúng ta phải cảnh giác. Rồi cái nạn hiện nay thường xảy ra, tức là quen nhau ở trên mạng chắc có vài câu thôi, tán tỉnh ve vãn, tự nhiên sao thấy hợp quá, sao bên kia sao nó nói như từng câu nó như rót mật vào trong tim, trong lòng mình. Cho nên các bạn mà nghiện mạng thì có thể xảy ra cái cảnh là yêu nhau ở trên mạng một cách dễ dàng. Và ở trên mạng thì dĩ nhiên là tìm những cái lời lẽ ong bướm hay là những cái lời lẽ mỹ miều nhất để mà nói với cái người mình đang chat. Ở khi chúng ta quen với cái người đó thì chúng ta không hề biết cái lý lịch người đó, không biết cái thằng cha này nó đẹp hay là nó xấu. Bay ra thì có webcam thì thấy, nhưng mà webcam thì nó không trung thực gì, thế là quen bừa đi. Đến tới khi thì họ chiếm được trái tim mình thì cũng có thể chia tay được đó. Đó là những cái mối tình tốt hành ở trên mạng. Rồi các bạn cũng biết là có bao nhiêu gia đình đổ vỡ vì có những người đã có gia đình mà vẫn còn chat với cái người yêu mà mình quen ở trên mạng. Cho tới cái độ mà nhiều bạn trẻ thì hiện nay ghiền phim sách, thì các bạn biết phim sách được không? Và các bạn hầu hết thì các bạn cũng đã nghe nói rồi. Và đây là một trong những cái bệnh nó đe dọa cái giới trẻ Việt Nam. Tức là ngày nào không xem phim cũng không chịu được. Cho nên hãy hở ra hay là hở có tiền là tới điểm internet. Và những bạn mà nghiện phim sách thì y như là nghiện á Việt rồi. Thậm chí là có những người phải đi vào trung tâm cai nghiện. Từ xưa giờ chúng ta chỉ nghe nói cai nghiện là á Việt thôi. Nhưng mà hiện nay thì có những người phải đi cai nghiện về nghiện phim sách. Những cái tệ nạn mà chúng ta vừa mới kể ra thì
thì đã làm cho bao nhiêu cuộc đời nó sụp đổ. Cho nên nhờ vào đó thì các bạn phải có một cái cảnh giác rất là cao để các bạn đi tìm kiếm và đi xây dựng một cái tình yêu nó đích thực. Cái tệ nạn khác nữa là cái tình yêu của tuổi học trò. Theo các bạn thì khi đang còn học có nên yêu không? Nếu mà yêu thì có học được đàng hoàng không? Đa số các bạn nói không, nhưng mà tôi bảo có, thì khoảng có như được là anh ấy học đại học bách khoa, anh ấy học trường y, mình cũng học làm sao có bằng anh ấy, để mai ngày ra trường anh ấy là bác sĩ, hai đứa cưới nhau, mình là kỹ sư. Thì có những cái trường hợp yêu nhau, cố gắng học hành, phấn đấu để có một cái tương lai tươi sáng. May ra thì đó là trường hợp của bạn. Còn nếu không may thì thường là vừa với tuổi học trò thì cái cơ thể của mình nó đang còn rực sức sống. Cho nên giữa chuyện học với chuyện yêu thì cái chuyện yêu bao giờ cũng ưu gì? Đầu tiên, mà khi đang còn học mà yêu nhau thì nó xảy ra rất là nhiều cái hậu quả tai hại. Trước hết thì yêu thì hay hẹn hò nhau thì bỏ bê học hành, rồi đương nhiên là phải trốn học, rồi nói dối bố mẹ, không đạt được kết quả thi như mong muốn, có khi phải thi lại. Các bạn có thi lại bây giờ vì yêu chưa? Rồi có nhiều bạn nói rồi đó, cho nên không ngờ là các bạn yêu nhiều như thế. Rồi thậm chí có khi bị lưu ban, bị treo bằng. Rồi buồn hơn nữa là cuối năm đó thì trong cái bằng chỉ có hai cái chữ trung bình đó, không có nhiều vượt qua được cái chữ trung bình. Rồi tôi không có đi học, nhưng mà đi nghe các bạn kể nhau. Bây giờ hay xảy ra cái chuyện là hai kẻ yêu nhau ngồi trong lớp, điện thoại quay sang chụp một cái chả xấu hổ gì. Các bạn thấy bao giờ chưa? Rồi mặt nó cứ vẹt vẹt ra vậy. Cô thì cũng không dám nói, thầy cũng không dám nói. Rồi những đứa gái thì nhiều khi thấy chướng mắt, nhưng mà cũng thấy ngứa ngáy trong lòng. Nó người mình cũng người, nó học trò mình cũng học trò, nó bạn mình mà nó có người yêu mình chẳng có. Thế thì phải tìm cho bằng được có một người yêu. Đó là cái tai hại của yêu tuổi học trò, là một cái thứ tình yêu của lây lan. Rồi đã yêu á thì không đi chơi có được không? Không, trừ khi bố mẹ cấm kỹ thôi. Còn bố mẹ mà để phóng thoáng một tí á thì đã yêu thì phải dẫn bạn đi cà phê này. Và thường cái chàng thì lỗ Romeo lỗ hơn Juliet, bởi vì theo cái văn hóa Việt Nam thì chỉ có Romeo chi tiền thôi, chứ không có ai dạy bằng đang học trò mà yêu thì cái anh chàng thì có phá sản thôi. Có khi thì đi cà phê, khi đi ăn chè, có khi là dẫn cả bộ đi tham quan du lịch, mặt thì tươi rói nhưng mà lòng thì đau quằn quằn, bởi vì cái nào mình cũng phải chi. Đi chơi thì cái gì cũng cần đến tiền, mà bản thân thì bạn các bạn hoa đâu gì đấy. Đi chơi thì cái gì cũng cần tiền, phải sống nhờ trợ cấp của bố mẹ, cho nên thường xuyên là phải vay mượn của bạn bè, hay là tệ hơn nữa là gì, ăn cắp của bố mẹ, có khi bị bắt được. Có không? Nhưng mà cái tội này con trai phạm nhiều hơn, là thì con trai thì phải đãi con gái, cho nên con trai phạm tội ăn cắp nhiều hơn gái. Cho nên con gái của con là phải tội nghiệp các bạn trai của mình. Nếu lỡ yêu thì nó dẫn đi thì đừng có ăn những cái món đất tiền, đừng có đòi nó phải đi du lịch Hà Nội, đừng có đòi đi Hạ Long. Rồi có khi cái tình yêu học trò thì nó hay ghen, mới lớn mà cũng chưa có chung thủy được. Đứa nào nó cho quà nhiều hơn, thằng này nó cho cái điện thoại 2 triệu, thằng kia nó cho 4 triệu. Thế là đá cái thằng này đi. Thế là cái thằng kia nó thất vọng, nó chả buồn học hành gì nữa. Mới yêu nó thì biến nó thành phế nhân rồi. Nó uống rượu, nó buồn, nó chán, nó nghỉ học, nó nhậu. Còn nếu mà bạn gái mà chẳng may một lúc nào đó thì có một đứa gái nó hấp dẫn lên mình, thì cái thằng bồ mình nó đá mình. Thì bạn ấy than thở và căng thẳng, chẳng còn nghĩ gì đến học hành nữa, chẳng buồn đi đi nữa, buông xuôi mọi sự, không còn tha thiết gì trên đời. Đó là
cái triệu chứng của cái bệnh thất tình. Rồi thỉnh thoảng các bạn cũng đã nghe nói cái câu chuyện yêu đương quá đà, cho nên bố mẹ cấm quá hay là bạn bè nó cười chê quá, cho nên là hai đứa bất đắc dĩ bỏ nhà ra đi. Đi thì tiền mấy thì nhiều, đi được mấy tuần ở khách sạn thì giỏi lắm, được một tuần là thấy vững rồi vác cái mặt về bỏ nhà ra đi. Rồi thậm chí cái chuyện đau đớn hơn nữa, tức là có những bạn mới 15, 16 tuổi thì đành phải làm mẹ, giờ không biết làm sao được. Và vì phải làm mẹ cho nên phải bỏ dở dang cái chuyện học hành. Đây là một cái điều mà các bạn bên gái phải rất là cảnh giác, đừng bao giờ để xảy ra cái chuyện trong đời của mình. Nếu mà xảy ra cái chuyện đó là suốt đời mình không có đứng lên được nữa, suốt đời không có làm lại cuộc đời được nữa. Bây giờ tới cái tệ nạn thứ tư, các bạn nghĩ coi tệ nạn thứ tư là cái gì? Thưa các bạn, đó là tình yêu thử nghiệm, thử làm vợ làm chồng với nhau xem thế nào, thử làm người yêu như thế nào. Thì chúng ta cũng biết là theo tâm lý thì các bạn bên nữ thì thích vuốt ve âu yếm, thích được quan tâm, mà thích được chăm sóc, thích được vuốt tóc. Các bạn trai thì thích những cái cảm xúc giới tính, cho nên nhiều khi không có chế ngự được. Rồi những người học trò cái tuổi mới lớn đó, như các bạn đã nghe lúc nãy, tức là chúng ta tò mò, chúng ta muốn khám phá cái thế giới bí ẩn của người bạn khám phá. Và cái sự tò mò đó nhiều khi nó trở thành một cái nỗi ám ảnh và cái nỗi khát khao được thử nghiệm. Cho nên cái xung động, cái hiện tượng đó nó đưa các bạn ra đến cái chỗ cuồng nhiệt và có khi rất là liều lĩnh. Không may là trong những cái hiện tượng như thế thì cái người bạn gái thì thường ở cái thế thụ động, dễ siêu lòng, dễ nghe lời đường mật. Và cái bi kịch thử nghiệm từ cái mối tình học trò đó, nó thường dẫn đến cái việc có thai ngoài ý muốn. Và ở cái tuổi dậy thì chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm, nên các bạn gái thì thường rất là hoảng sợ, không biết phải đối phó như thế nào, không biết phải giải quyết ra sao, không dám nói với ai, bố mẹ thì chắc chắn là không. Rồi hiện nay thì các bạn là sinh viên học sinh sống xa nhà, cho nên không có nhà mình thì phải làm sao? Để mướn nhà. Và mướn một phòng thì nó lắp tiền, rồi bạn bè nó lại dị nghị đồn tối, dư luận đủ thứ. Cho nên là có khi phải mướn nhà chung, mướn phòng chung với bạn cùng phái thì không đến nỗi gì. Nhưng mà có khi có những bạn là mướn phòng chung với bạn khác phái. Rồi ngày nghỉ thì không biết đi đâu, bởi vì không có tiền đi chơi thì cũng phải đục rỉnh trong túi thì mới đi chơi được. Cho nên là tìm đến với người yêu ở trong phòng trọ. Rồi thế thì nó xin tội năng. Các bạn xin tội là nào kia? Không ai dám trả lời to. Nhưng mà đây là cái tình huống mà các bạn đi học xa nhà rất dễ lâm vào. Rồi cái chỗ bạn bè nhiều khi thân với đứa nào cùng phái đó, ngày chủ nhật thì nó có bồ, nó đi trả lẽ về nhà, làm chèo qua một về nhà. Thế cũng như nó cũng đi kiếm một đứa bồ, rồi cũng lâm vào cái tình trạng như nó. Cho nên các bạn thấy coi đó là một cái tệ nạn và phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Chỉ lầm lỡ một lần thôi thì cái tương lai của các bạn nó sẽ sụp đổ. Tôi cam đoan với các bạn cái điều đó. Đây là một câu mà các bạn cũng cần phải ghi. Tình yêu thì bạn có thể có nhiều mối tình trong cuộc đời, nhưng mà cái tuổi trẻ của bạn thì chỉ có một thôi. Bạn làm cho cái tuổi trẻ của bạn nó bị đổ vỡ thì suốt đời bạn không có thể hàn gắn để xây dựng lại. Cho nên kết luận thì chúng ta đừng có để cho những cái tệ nạn nó tấn công chúng ta, và đừng để cho cái tình yêu khiến cho cái tuổi trẻ của chúng ta nó qua đi một cách phung phí,
mà không bao giờ chúng ta có thể phục hồi lại. Cuối cùng cái câu hỏi thứ ba thì chúng ta định nghĩa tình yêu như vậy thì theo giáo huấn của Chúa Giêsu thì của giáo hội là như thế nào? Nếu mà các bạn tìm hiểu, trao đổi kỹ về cái phần này thì các bạn sẽ khám phá được nhiều điều tuyệt vời. Trước hết thì các bạn đã nghe định nghĩa rất nhiều lần, trong rất là nhiều nhà thờ người ta khắc cái hàng chữ Thiên Chúa là gì? Thiên Chúa là tình yêu. Nếu các bạn biết cái câu đó trích ở trong sách nào trong sách kinh, bạn nào nói đúng một tí lên được 100 ngàn. Đây đây mời bạn ạ. Từ nào? Bắt đầu. Dạ con thưa Đức Cha, câu kinh thánh Thiên Chúa là tình yêu được trích từ thư nhất của Thánh Gioan chương 1 câu 8. Rồi chính xác chẳng những 100 ngàn và 200 ngàn. Hoan hô cho mình một cái, hoan hô cho mình. Nào chúng mình hoan hô, nào chúng mình hoan hô, nào ta hoan hô lô lô. Cái bài này thì đáng 200 ngàn và cái đề tài của chúng ta thì chẳng những là 200 ngàn và vô giá. Theo Kinh Thánh, những các bạn đã nghe Thiên Chúa là tình yêu, có nghĩa là Ngài làm tất cả vì yêu. Và khi các bạn nghe Thiên Chúa có ba ngôi thì các bạn thấy cái gì nó xa xôi viễn vông lắm, nhưng mà thật sự đây là một cái điều kỳ diệu. Ngôi Cha yêu ngôi Con, nghiệm xuất ra tức là sinh ra ngôi Thánh Thần. Cho nên tự bản chất đã nói tới ba ngôi là nói tới cái gì? Hiệp thông, nói tới tình yêu, bởi vì nó phải có liên đối giữa ba ngôi với nhau. Các bạn không ngờ là cái giáo lý về Chúa Ba Ngôi nó kỳ diệu như thế nào. Thiên Chúa đố các bạn có nam có nữ không? Có phái tính không? Có không? Không. Đây là các nghệ sĩ họ diễn tả. Và Chúa Cha thì là một ông già râu tóc bạc phơ. Rồi Chúa Thánh Thần là gì? Chim bồ câu. Nhưng mà thực ra thì Thiên Chúa cũng có phái tính. Phái tính là vấn đề của thể xác. Thiên Chúa có thể xác không? Không, chỉ trừ Chúa Giêsu Ngài xuống thế làm người thì Ngài có thể xác và có phái tính. Còn Thiên Chúa Ba Ngôi thì cũng có phái tính. Nhưng mà qua cái giáo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi thì các bạn thấy có hai điều ở trong hôn nhân. Cái thứ nhất là trong hôn nhân thì có gì? Có tình, có tình yêu. Với mục đích của hôn nhân là cái gì? Sinh sản. Ở trong Thiên Chúa có tình yêu không? Thiên Chúa Ba Ngôi có tình yêu không? Có sinh sản không? Có không? Nhiều bạn lúng túng không biết là lời thế nào. Có sinh sản bởi vì ngôi Cha yêu ngôi Con sinh ra ngôi Thánh Thần. Và Chúa Cha yêu thế gian sinh ra Chúa Con ở dưới đế. Tức là có sự sinh sản. Như vậy nơi Thiên Chúa có tình yêu, có sinh sản, có nghĩa là có cái đặc tính của hôn nhân. Và đó là một cái điều kỳ diệu để chúng ta sống cái tình yêu của chúng ta cho đúng nghĩa của tin mừng. Như vậy thì các bạn thấy tình yêu và sinh sản, cái mục đích của hôn nhân, của tình yêu là cái nguồn gốc thần linh. Tình yêu là nguồn gốc thần linh bởi vì con người là con vật duy nhất được gọi là hình ảnh Thiên Chúa. Hình ảnh Thiên Chúa là cái gì? Chỉ có con người biết suy nghĩ thôi, còn con vật không có suy nghĩ. Chỉ có con người biết yêu thôi. Cho nên từ đó tình yêu nó không phải là một cái gì phấn đục, nó không phải là một cái gì bi đảm, mà tình yêu nó xuất phát từ Thiên Chúa. Nên đây là một cái giáo lý rất đáng cho chúng ta suy niệm và sống ở trong đời. Và vì Thiên Chúa có ba ngôi, nghĩa là Thiên Chúa hiệp thông giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nên từ bản chất Thiên Chúa không phải là một cái Thiên Chúa cô độc. Các bạn có bao giờ nghe cái giáo lý tuyệt vời đó chưa? Thiên Chúa là một Thiên Chúa luôn luôn có các ngôi vị khác cùng với mình. Và khi chúng ta yêu nhau thì chúng ta phải có một cái nhân vị thứ hai. Và vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên con người cũng không sống đơn độc. Có một cái câu khác nữa ở trong sách Sáng Thế Ký, đó là cái câu người nam gì? Người nam ở một mình không tốt,
Câu này cũng dám đố là sợ nhớ có người lên lại tốn 200. Cho nên cái nguồn gốc tình yêu của chúng ta nó rất là cao đẹp, bởi vì nó chính Thiên Chúa là tình yêu. Và bây giờ các bạn phải hiểu thêm nữa là về phái tính. Phái tính là cái ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta nhiều khi cái tâm trí bị phẫn nộ khi chúng ta nghĩ tới người khác phái, thì chúng ta nghĩ tới một cái gì đó nó có thể nói là nó tục tĩu hay là nó không có trong sáng. Nhưng mà thật ra phái tính là một điều rất là tốt, bởi vì đó là ý muốn của Thiên Chúa. Rồi thứ hai nữa là nhờ có phái tính mà con người mới trở nên phong phú. Khi Chúa dựng nên hai con người đầu tiên là một người nam và người nữ. Người nam tên là gì? Adam. Và người nữ tên là gì? Cả hai người nam cũng như nữ đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Nhưng mà vì là đàn ông cho nên không đủ, phải thiếu người đàn bà. Và vì là đàn bà cho nên thiếu đàn ông, cho nên cái câu chuyện Thánh Kinh rất là ý nghĩa. Chúa dựng nên Eva bằng cách nào? Khi Adam nghỉ ngủ thì Chúa lấy cái gì? Chúa lấy cái xương sườn của Adam dựng nên đàn bà. Cái điều đó rất có ý nghĩa là hai bên lệ thuộc lẫn nhau, phải sống với nhau. À, đó là cái ý nghĩa rất là cao đẹp của tình yêu. Cho nên với tình yêu thì hai người liên kết với nhau để tạo nên một cái đôi lưới yêu thương. Và như vậy họ mới trở thành cái hình ảnh trọn vẹn của Thiên Chúa. Không có cái sự liên kết, con người không thể đạt đến cái sự viên mãn. Rồi trừ khi con người chấp nhận sống độc thân thì một cái giá trị lớn hơn. Ở trong Phúc Âm Thánh Matthew có nói tới cái khái niệm về đối với cái gì? Hoạn quan nghỉ nước trời. Trừ những trường hợp đó, vì Chúa mà hy sinh cái đời sống đôi lứa thì mới là bình thường. Còn nếu ai ở độc thân mà không vì một cái lý do cao đẹp thì người đó không bình thường. À, cũng đã dài rồi, cho nên là tôi sang cái phần kế tiếp về cái phái tính và cái tình yêu. Tuy con người khác nhau, khác về phái tính, nhưng mà phái tính không có tách biệt nhau. Phải có tình yêu thì cái giao hợp mới là cái hành vi của con người. Chúng ta biết là cái con vật nó cũng có giao hợp, nhưng mà cái đó nó không phải là cái hành vi của con người. Con vật chỉ có giao hợp vì cái tính dục thôi, con vật không có tình yêu. Rồi cuối cùng thì cái ơn gọi tình yêu con người này nhận Thiên Chúa tình yêu, nên ơn gọi của con người chính là sống yêu thương. Cái ơn gọi này được thể hiện một cách đặc biệt trong cái hồ nước. Chút nữa Đức Cha Già của chúng ta, Đức Cha Francisco, ngài sẽ nói những cái cao điểm của tình yêu trong bí tích thánh thể. Nhưng mà ở đây thì chúng ta phải hiểu là cái sự kết hợp thể xác chỉ là một cái sự kết hợp, cái khía cạnh của sự kết hợp toàn thể cuộc sống của con người. Cái sự kết hợp thể xác nó chỉ có ý nghĩa nếu nó diễn đạt được cái sự kết hợp toàn diện đó. Đó là cái lý do tại sao mà hôn nhân chỉ có giữa một người đàn ông và một người đàn bà mà thôi. Nếu mà người vợ và người chồng tham dự hoàn toàn vào cuộc sống của nhau thì dĩ nhiên không thể có một người thứ ba. Như vậy tình yêu từ nó và theo nghĩa Kitô giáo phải hướng về sự kết hợp vợ chồng. Tình yêu mà chỉ dừng lại cái sự hưởng thụ vị kỷ thì chỉ là một cái tình yêu bị lạm dụng. Nó dài rồi, tôi mong bạn tôi kết thúc ở đây để tôi nhường lời cho quý cha cố. Chào, cảm ơn các bạn đã nghe chúng ta. Lớn tuổi chúng ta cùng chào mừng Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sa, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình. Đi đâu cũng thấy mình già, đi đại hội giới trẻ mình là thanh niên. Chúa chiên cùng với đoàn chiên, trẻ già trai gái đi lên thiên đàng. Anh thưa cha, đã là đàn bà rất là xúc tích và có nhiều những ví dụ rất là cụ thể chúng ta thấy thấm thía
từ tình yêu Thiên Chúa đến tình yêu loài người, thì tôi chỉ thêm một cái chấm phẩy thôi. Đó là chúng ta yêu nhau á, chúng ta không thể nào vào trong nhau được, chúng ta không thể ăn thịt nhau được. Mặc dù nhà thơ Xuân Diệu đã nói với cô gái ngồi bên mình rằng gần hơn nữa thế vẫn còn xa lắm. Xa lắm, xa quá, không thể vào trong được. Và khi ở bên Paris, tôi nghe kể một câu chuyện, một sinh viên Nhật Bản yêu người yêu mình quá, làm thịt người yêu của mình cho vào trong tủ lạnh để ăn dần. Anh ta bị tù, nhưng về sau là quen với thủ tướng Nhật Bản thì xin cho anh ta về chịu án ở bên Nhật. Bây giờ vẫn còn sống và viết hồi ký bán đất chạy ra. Bây giờ tôi chỉ thêm thôi, một tí thôi, đó là chúng ta yêu nhau, chúng ta yêu nhau hết sức mình đi chăng nữa, chúng ta không thể nào ăn thịt nhau để mà có thể nối dài cái cuộc sống, nối dài tình yêu ra. Nhất là chúng ta làm như thế thì bất hợp pháp, chỉ có ở trong đạo Công giáo thì có việc đó thôi. Bởi vì Chúa Giêsu dạy rằng ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ta ở trong kẻ đó và kẻ đó ở trong ta. Ghê gớm quá, một tình yêu ghê gớm quá. Tôi nói với ông công an rằng nếu mà ông tin như chúng tôi á thì ông bỏ tù tôi hết rồi, thì chúng tôi ăn thịt người. Nhưng mà người ta không tin, à ông không tin. Thế thì chỉ có Chúa thì mới làm được như thế thôi. Chúng ta ăn Chúa, Chúa ở trong ta, chúng ta sống bởi Chúa và chúng ta không làm cho Chúa chết, Chúa cũng không làm cho chúng ta chết, mà trái lại, như Chúa Giêsu Kitô dạy rằng chúng ta sẽ cho nó được sống đời đời, sống đời đời. Và cho nên chỉ có đạo Công giáo là có một phương tiện yêu đến tuyệt đỉnh, yêu đến hết sức mình, yêu đến không thể nào hiểu được, bởi vì yêu bằng tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ có Chúa làm như vậy thôi, chứ còn người ta không làm được. À, và Chúa làm như thế nào? Ông Thánh Gioan nói rằng Chúa là yêu thương, thì Chúa yêu thương đến tận cùng, cái tận cùng của một Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật, nói một lời có mọi sự, và nói với Đức Mẹ Maria rằng sự không sự gì mà Thiên Chúa không làm được. Và Thiên Chúa đã là như lời ông sách cô nói rằng là Thiên Chúa chúng ta thờ là Thiên Chúa của sự không có thể, không có thể được, mà khi làm Thiên Chúa làm được thì mới là Thiên Chúa. Còn nếu Thiên Chúa chỉ làm được 99% thôi thì tôi bỏ đạo ngay, tôi bỏ đạo ngay. Thiên Chúa làm được 100% thì tôi mới theo Chúa nhé. Đấy, cho nên là để kết thúc thì tôi xin với tất cả mọi người rằng tất cả người công giáo của chúng ta yêu thương đến tận cùng trong các thân thể, và phải chịu khó đi lễ, chịu khó trở về thánh, nhất là ăn uống mình có Thánh Chúa. Nhất là các bạn trẻ, nếu các bạn muốn sống trường sinh bất tử nữa hả, không phải là chỉ sống như tôi có 84 tuổi đầu rồi mà đi đâu cũng thấy mình già, thì cứ đi hội thế này thì mới là thanh niên thôi. À, cho nên là muốn như vậy á thì phải ăn uống mình có Thánh Chúa, cho nên là năng đi lễ, năng chồng mình thánh và năng chịu lễ để chịu Chúa vào mình, sau này mình sẽ sống lại sáng láng tốt lành cùng hàng xóm vậy. Amen. Chúng con xin cảm ơn thầy chia sẻ thầy ý nghĩa của hai đứa trẻ. Và chúng con cũng vừa rồi đã cho chúng con nhấn mạnh thêm chúng con về hướng đến cái tình yêu của Thiên Chúa Ban Ngôi, để thể hiện nơi lấy tư duy và cái tính cảm cảm không phải là từ chính sự chủ trang của chúng ta. Nên thời gian của chúng tôi khác nên là thầy